Xong nhật xin chào cả nhà. Em vừa về tiếp từ cái dòng TM. Cái dòng này thì lâu em cũng không có hàng các bác nhé. Một cái con TM7 đời cao. Vì sao mà cái dòng TM này hay bám xen kẽ vào dòng TR vì các bác? Đây này. Nó là cái dòng mà hai cánh mở xuống dưới, chiều cao máy chỉ có 60 phân thôi. Nó ngang chiều cao với cả dòng TH. Nên là rất nhiều bác muốn kinh tế vừa phải để vào cái vừa cái không gian bếp nhà mình. Đấy. Mà mình không muốn đầu tư nhiều tiền để mua TH thì các bác mua TM, dòng TM với cả TH thì nó cũng chả khác nhau gì về tính năng cả. Đấy. Đấy, một con TM7 chiều cao 60 các bác nhá, chiều ngang 55. Đấy. Hai cánh mở dồn dưới, nội thất rất là đẹp này, đời cao. Đấy, sạch sẽ, mặt mũi tất cả nguyên zin hết. Đấy, mã số 2 Vân Tuân Thành Bách, nói chung là chuẩn, ok, mạch một nguyên zin không sửa chữa, đời 2014, TM7, series máy 0761. Tất cả các máy rửa bát Nhật này thì đều rửa với nước nóng 80 độ, nước nóng 80 độ các bác nhá, thời gian sấy 30, 45, 60 phút, các chế độ đèn báo rửa, tất cả tính năng đều giống nhau hết, cho nên là không phải quảng cáo nhiều tính năng, đều rửa với nước nóng và sấy khô diệt khuẩn. Đấy, mỗi lần rửa hết nửa số điện và 11 lít nước. Các bác xếp ở đây thì mỗi cái ngạnh này là một cái bát con, thì hai hàng này sẽ là 12 cái bát con cộng với 6 cái cốc nhỏ. Mình không xếp cốc, mình có thể xếp thêm bát con. Chỗ này từ 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa, bát ô tô hoặc là xong nhỏ. Nếu các bác dùng bột rửa thì các bác cho thẳng vào đây hoặc là ném vào đây. Đây là khay rác. Chiều ngang này của máy là 55 phân, chiều sâu là 35. Chiếc này em bán là 3,3 triệu nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bạn nào có nhu cầu ba lỗ nhé.